Hello, chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel của Thương. Và hôm nay sẽ là một cái bài tập yoga buổi sáng rất là trong một cái không gian rất là xanh mát, rất là yên tĩnh và vắng vẻ. Mình đang ở một cái vườn cái farm ở Tiền Giang. Thì những cái động tác của bài tập hôm nay sẽ chú trọng vào cái hơi thở, các động tác tăng cái sự vặn xoắn phần bụng, phần vai trên và kéo giãn cái cơ thể của mình. Thì hy vọng là sau bài tập này sẽ giúp bạn đánh thức lại năng lượng và có một cái ngày làm việc thoải mái, dễ chịu hơn nha. À, đặc biệt là bài tập này rất phù hợp cho những bạn mà buổi sáng khi bạn thức dậy, bạn cảm thấy cơ thể mình rất là mỏi, rất là uể oải, thì bài này chắc chắn là sẽ đánh thức lại cái năng lượng của bạn. Nào, mọi người sẵn sàng chưa? Trải thảm ra và bắt đầu cái bài tập yoga của ngày hôm nay cùng với Thương thôi nha. Như thường lệ, hãy ngồi lên giữa thảm của mình. Hôm nay cái mặt này của mình nó không được phẳng lắm, cho nên các động tác của mình sẽ di chuyển chậm rãi hơn ha. Nào, như thường lệ, mình hãy ngồi lên giữa thảm, thả lỏng hai vai của mình về phía sau và bạn lắc lư một chút tới khi mà bạn cảm thấy cái vai mình thoải mái, cái lưng mình thoải mái, thì bạn dòng các đốt sống cổ lên, đặt nhẹ hai tay lên gối của mình, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy nở một nụ cười thư giãn trên khuôn mặt của mình. Sau đó hít vào và thở dài ra. Bạn hít vào bằng mũi và bạn thở dài ra bằng mũi của mình. Giữ cho hơi thở của mình đều và chậm rãi. Và cảm giác là bạn đang mang lại cái năng lượng cho cơ thể trong từng cái nhịp hít và thở ra. Nào, mình hít vào một nhịp nữa thôi. Hít sâu vào cùng nhau. Và mình thở dài ra. Và mình mở mắt ra luôn. Mình sẽ tập một vài cái động tác, cái động tác và hơi thở kéo giãn cùng nhau trước khi mình bắt đầu nha. Bạn mở rộng cái cẳng tay ra và hít là vào. Bạn vươn lên, nhìn lên trời luôn. Và từ từ kéo hai tay bạn chắp vào nhau, kéo giãn lên. Sau đó hạ hai tay từ từ về trước lồng ngực và thở dài ra. Mình lặp lại một vài lần như vậy. Bạn mở ngang cánh tay, nào ngẩng mặt nhìn lên trời. Hít vào, trườn hết lên, rồi thở ra. Lặp lại, hít vào, thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào, dưỡng lên ở điểm cao nhất, rồi thở ra. Và nhịp cuối cùng, mở ngang cánh tay vươn lên, mình hít vào dưỡng hết, kéo giãn người mình lên và thở ra. Bạn chắp hai tay hạ về trước lồng ngực. Sau đó mình sẽ tập các động tác về vặn xoắn. Bạn đặt tay phải lên đầu gối trái và bạn chống tay trái về phía sau. Nào, hít vào rướn lưng lên, nhìn về phía trước. Thở ra, bạn bẩy người và vặn xoắn lưng về sau, nhìn hết về phía sau. Lặp lại, bạn xoay khuôn mặt về phía trước để cái phần lồng ngực và phần bụng mình lỏng về trước. Mình sẽ quay bên này cho mọi người nhìn dễ hơn. Sau đó khi nào thở ra thì bạn xoắn về sau. Mình lặp lại 5 nhịp như vậy cho mỗi bên nha. Nào, hít vào, xoay về trước, thở ra, quay về trở lại vị trí trung tâm, hít vào, thở ra. Nhịp thứ 3, quay về giữa, hít vào và thở ra. Nhịp thứ 4, quay về giữa, rướn lưng, hít vào, thở ra. Và nhịp cuối cùng, quay về giữa, mình hít vào, rướn lưng lên,
Nào vặn về phía sau, hóp bụng, xoắn vai và thở ra. Nào giữ đây một vài nhịp. Bạn có thể xoay luôn cái cổ của mình, cái cằm của mình về phía sau. Và từ từ quay về giữa trở lại. Mình sẽ lặp lại y chang cho bên kia. Bạn đặt tay trái lên đầu gối bên phải và chống tay phải về phía sau. Hít vào, quay về trước rướn người. Thở ra vặn về phía sau. Và tiếp tục hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu vào, rướn người lên. Thở ra, vặn về phía sau. Và một nhịp cuối cùng, xoay người về trước, nắm chặt tay, hít vào, ưỡn hết người rướn lên. Và mình xoay hết về sau và mình sẽ giữ lại ở đây. Rồi quay từ từ về phía trước. Lần này bạn vươn hai tay lên trời. Hít vào. Kéo hai tay lên, rướn người lên. Mình sẽ nghiêng người về bên phải. Bạn chống nhẹ tay phải xuống sàn. Và kéo tay trái theo mang tay, rướn dài ra. Nào kéo căng cái lườn ưỡn ra, rướn dài ra. Sau đó hít vào, vươn lên trời. Nhìn lên trở lại. Về bên trái, bạn chống tay trái và kéo lườn bên phải của mình căng giãn ra. Hai nhịp nữa thôi, hít vào, rướn cao lên, qua bên phải của mình, kéo lườn nhẹ ra, khuỵu nhẹ cái quỳ chỏ phải để bạn vào được sâu hơn. Sau đó hít vào, rướn lên và dẹn về bên kia, nào rướn căng lườn kéo dẹn ra. Sau đó quay về vị trí trung tâm, hít vào rướn lên và bản thân gỡ tay ra. Từ vị trí này mình sẽ chống tay và vào tư thế chó úp mặt duỗi mình. Bạn đưa hai bàn tay bám chắc dưới sàn, xoay rộng ra, nhón mũi chân của bạn về phía sau và bạn bắt đầu nâng hông lên, đẩy hết người mình nhẹn ra sau. Bây giờ cảm giác cái độ rướn của lưng, bạn có thể lắc lư hông vai, lắc lư người rướn về hai bên, lắc qua lắc lại, nhịn cho vai mình nhẹn, cho lưng mình nhẹn ra. Hãy giữ tư thế chó úp mặt này vài nhịp nha. Lắc lại, bạn có thể khuỵu nhẹ hai cái đầu gối và đừng đưa người về trước mà hãy cố gắng rướn hết về phía sau. Nào đẩy cái mông bạn cao lên trời, tạo cái độ giãn hoàn toàn cho phần thắt lưng của mình ở đây. Rướn thở dài ra, rướn kéo giãn ra, hít thở giãn ra. Một nhịp nữa, hít vào rướn lưng ra. Rồi mình sẽ hạ cái đầu gối của mình chạm xuống sàn. Lúc này bạn sẽ vào tư thế 4 điểm, hai bàn tay chống và hai đầu gối của bạn mở rộng ra bằng không. Nào nhìn thẳng vào một điểm trước mặt của mình. Từ từ bạn rời tay bên phải và chân bên trái, bạn kéo giãn thành một đường nha. Tay phải rướn ra, hít vào chân trái, kéo ra sau, rướn căng người hít vào. Thở ra hạ bàn tay, hạ đầu gối. Lặp lại cho bên kia, bên trái. Tay trái rướn, tay phải giãn ra, chân phải giãn ra, hít vào. Thở ra. Nào mình bắt đầu lặp lại 5 nhịp. Phải hít vào, tay phải rướn chân trái. Thở ra. Nếu bạn bị nhầm lẫn thì hãy nhớ là tay này chân kia. Nhịp thứ 2 hít vào rướn ra. Thở ra. Nhịp thứ 3 hít vào mình rướn dài ra, cố gắng gồng bụng lên. Thở ra. Nhịp thứ 4 hít vào mình kéo dài. Rướn ra. Rồi hạ xuống. Nào nhịp cuối cùng, hít vào, vươn tay phải và chân trái, gồng bụng lại, rướn căng người ra. Rồi thở ra mình hạ xuống. Sau đó mình lùi mông bạn ngồi về phía sau, ngồi vào tư thế em bé. Lùi từ từ cho tới khi mông bạn chạm vào gót chân luôn. Và rướn thẳng cái cánh tay mình về phía trước. Giữ đây một vài nhịp. Hít vào. Và thở ra bằng mũi của mình.
Một nhịp nữa thôi, mình hít vào sâu, rướn lưng ra. Rồi mình thở dài ra, nhẹ nhàng bạn bò hai tay chống bên cạnh đầu gối. Và mình ngồi lên gót chân của mình. Và mở vai ra. Nào, lúc này bạn đặt hai tay lên cái đầu gối của mình, lên cái đùi của mình. Và mình sẽ đẩy cái người về trước để đứng lên gối nha. Hít vào, đứng lên gối. Mở lồng ngực, nhìn lên trời, mở hai cái vai của mình ra luôn. Thở ra mình hạ, ngồi xuống gối. Mình lặp lại vài lần như vậy để quen cái chuỗi chuyển động. Hít vào lên, mở vai, đẩy mông về trước, ưỡn ngực nhìn lên trời. Nào, thở ra bạn hạ xuống. Nhịp nữa hít vào, bạn vươn vai lên này, ưỡn mông về trước, mở cánh tay và nhìn lên trời. Nhìn hết lên, ưỡn cái ngực ra. Thở ra hạ xuống. Và một nhịp cuối cùng, nào chống đứng lên gối. Mở vai và rướn cằm lên, bạn nhìn lên trời, hít vào. Rồi bạn thở ra, quay về ngồi vị trí cũ. Và bây giờ mình áp dụng cái động tác hồi nãy vào cái chuỗi di chuyển của mình nha. Đặt hai tay lên đùi, bạn đồng chống đứng lên gối, hít vào. Mở lồng ngực nhìn lên và bây giờ bạn vươn tay lên luôn. Rướn cánh tay, rướn người lên. Thở ra bạn rạp về trước, chống bàn tay xuống sàn. Hít vào bạn rướn lưng, vươn người thẳng ra. Rồi từ từ đổ xuống, bụng, ngực, trán chạm xuống sàn. Lật lên rắn hổ mang, bám chắc tay vào, hít vào siết chặt đùi. Ngẩng mặt vươn người rướn lên, xoay mặt nhìn qua gót chân bên phải của mình. Xoay về phía trước và xoay mặt nhìn qua gót chân bên trái. Sau đó xoay về phía trước, bạn lùi về sau và mình lại ngồi lên tư thế, ngồi lên gót chân của mình trở lại. Và mình lặp lại như vậy một vài lần nha. Hít vào, ưỡn ngực, mở vai, nhìn lên, vươn tay lên trời, rướn lên. Thở ra bạn trườn về phía trước, bám tay. Nào vươn người rướn về trước, hít vào. Nằm rạp xuống, bụng, ngực, trán. Lật lên rắn hổ mang, hít vào, vươn lên. Xoắn người về bên phải, xoay mặt nhìn ra sau. Xoay về trước, xoay về bên trái. Rồi xoay về trước và lùi, ngồi lên gót chân trở lại. Bò về sau. Một vòng nữa, hít vào. Đứng lên gối, mở vai, nhìn lên. Vươn hai tay lên trời, rướn lên. Chống hai tay về trước, chống bám xuống sàn. Hít vào, rướn người kéo giãn ra. Rồi hạ bụng, ngực, trán. Lật lên, xít đùi lại. Rắn hổ mang, vươn người lên. Và lùi ngược về phía sau. Lùi chậm rãi vào tư thế ngồi lên gót chân. Sau đó bạn chống hai tay lên hông và lại đứng lên đùi. Mình bước chân phải của mình lên giữa hai tay. Bước dài về trước, sau đó mình ép phần hông xuống, nhấn đùi chắc xuống. Từ vị trí này, bạn mở ngang hai cánh tay, mở rộng lồng ngực y như hồi nãy mà mình mở về phía sau á. Và nhìn lên trời, sau đó vươn hai tay lên, chắp bàn tay lại và bạn nhìn vào ngón bàn tay của mình. Giữ đây một vài nhịp, cảm giác cái độ rướn giãn của lưng, độ kéo căng của cánh tay. 1, 2 và 3. Bạn đặt tay trái lên đầu gối bên phải của mình, móc tay phải về phía sau bắp đùi luôn nè, trượt qua mông, nằm lấy cái đùi phía sau. Từ từ vặn người xoắn về sau, nhìn về sau, xoay mặt nhìn từ từ ra sau. Thở ra nhìn ra sau, xoắn. Nào mình giữ đây 5 nhịp. 1, 2, 3, 4 và 5. Mình xoay về trước trở lại. Nào vươn hai tay trụ chắc đùi. Hai tay vươn lên trời, rướn cao lên. Rồi bạn chống hai tay xuống sàn. Mình rút đầu gối của mình đưa về phía sau. Kéo cái đầu gối đưa về sau. Trườn thẳng băng người về phía trước. Nằm rạp xuống. Thở dài ra. Lật lên rắn hổ mang, siết chặt đùi. Mở lồng ngực rướn lên. Và lùi về. Bò tay, mình lại ngồi lên gót chân của mình trở lại. Mình lặp lại một lần nữa nha. Chống hai tay lên hông, đứng lên cái đầu gối. Và bạn mở lồng ngực nhìn về phía trước. Rồi bạn bước chân trái, bước lên, cao lên phía đầu thảm của mình. Cho tới khi mà bạn nhìn xuống và bạn thấy là cái bàn chân nó không bị, cái cổ chân nó không có bị nằm sâu vào bên trong quá ha. Nó phải tạo thành một đường với cái đầu gối của mình. Rồi bạn nhìn xuống, trụ chắc ở đây. Mở ngang hai tay, mở lồng ngực, bạn nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Cảm giác vào sự vững chãi của đùi, của hông, độ mở của lồng ngực. Sau đó vươn lên trời, hít vào và nhìn theo tay trên trời.
Mình sẽ giữ đây trong vòng 5 nhịp trườn cao lên. 5 4 3 2 và 1. Bắt đầu xoắn. Tay phải bạn đặt lên đầu gối bên trái. Tay trái bạn móc về phía sau đùi, nắm chặt lấy đùi. Xoay người về sau, nào hóp bụng xoắn ra sau. Nhìn hết về cuối thảm của mình. Nào mở rộng lồng ngực nhìn ra sau. 1 2 3 4. Xoay người xoay hết về phía sau luôn. 5. Nào quay về phía trước, trụ lấy thăng bằng. Và mình vươn hai tay lên trời. Hít vào rườn cao cánh tay, nhìn lên. Chống hai tay xuống dưới sàn. Bạn rút cái đầu gối mình đưa về phía sau, kéo về cuối thảm. Và bạn rướn người về phía trước, hít vào. Hạ từ từ bụng, ngực và trán xuống sàn. Lật lên rắn hổ mang, xiết đùi sau của mình chặt vào. Ngực ngực lên. 1 2 3 4 5 rướn lên và lùi về tư thế em bé. Nào chậm rãi lùi về sau, rướn về sau, ép người xuống và thở dài ra. Hít vào một nhịp và mình thở ra. Từ đây bạn sẽ vào tư thế chó úp mặt duỗi mình. Giữ hai bàn tay bạn bám chắc. Bạn nhón mũi chân và đẩy hông về phía sau. Nào mình lắc lư người, tạo tìm được cái vị trí thoải mái cho cơ thể của mình. Sau đó bạn đá chân bên phải của mình lên trời. Chỉ cao cái chân phải về sau, nó bắt đầu rướn. Từ bàn tay phải tới bàn chân phải kéo căng ra thành một đường. Rướn ra. Một nhịp nữa rướn căng lên và bước chân phải lên giữa hai bàn tay. Nhớ là phải nằm được giữa hai tay thì cái độ rướn, cái đùi mới tạo được lực ha. Nhón ngón tay của mình lên, nào mình nhìn thẳng về phía trước. Lúc này bạn sẽ cảm giác là chân sau bạn đạp thẳng ra, đầu gối sau thẳng dần ra. Nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Rướn lưng. Hít vào. Thở ra. 2 3 4 và 5. Hãy nghiêng gót chân trái về bên phải cho tới khi mà nó nằm ngang 90 độ. Mình gác cái cùi chỏ tay bên phải của mình lên đầu gối. Sau đó đẩy cái vai lên, đẩy cho tới lúc mà nó chỉ là gác hờ thôi, nó không trụ lực vào. Vươn tay bên trái lên và mình sẽ úp nó vào mang tay. Kéo ép vào mang tay và xoay mặt nhìn theo ngón tay của bàn tay trái của mình. Rườn ra. Giữ ở đây. 1 2 3 4 và 5. Từ từ cúi xuống, chạm bàn tay trái xuống, rồi chạm bàn tay phải. Mình nhón mũi chân sau, rút về lại tư thế chó úp mặt, đẩy người mình rướn về sau và lắc lư nhẹ lại hông và vai. Rướn ra. Thở dài ra. Và mình sẽ đổi bên, hai bàn tay bạn bám chắc. Bạn chia mũi chân trái đá về phía sau và kéo thẳng bắt người thành một đường. Từ mũi tay tới cái mũi chân của mình rướn căng ra. Nào hít thở một nhịp rướn dài người. Và bạn bước chân trái lên giữa hai bàn tay phía trước của mình. Bước cao lên, mũi chân sau chọn. Nhón lên này mình dồn lực hết lên chân. Bạn nhón ngón tay, nâng người lên, nâng cái đùi phía sau cao lên. Và mình ngẩng mặt nhìn về phía trước. Nào mình sẽ giữ thăng bằng ở đây. Trụ chắc vào. 1 2 3 4 và 5. Từ từ hạ nghiêng gót chân bên phải về bên trái. Bạn lúc nào bạn cảm giác được cái sự vững chắc của chân thì gác cái cùi chỏ tay trái lên đầu gối trái. Nâng vai lên, nâng lên vuông góc. Và mình vươn tay phải lên trời. Sau đó ép vào mang tay và xoay mặt nhìn theo ngón tay bên phải của mình. Giữ ở đây. Nhìn theo tay và rướn ra. Nào mình giữ 5 nhịp nữa nha. 1 2 3 4 và 5. Cúi xuống sàn, chống hai tay. Mình rút về tư thế chó úp mặt duỗi mình, lật cái mũi chân sau lên, bước chân trái về phía sau và bạn rướn người giãn ra sau. Kéo dài người, lắc lư lưng vai, đẩy hết về phía sau và nhẹ nhàng vươn về trước, hạ hai đầu gối. Mình sẽ ngồi lên giữa thảm của mình, chéo cái bàn chân phía sau lại và ngồi hết lên, ngồi mông của mình vào giữa cái tấm thảm luôn. Đưa hai cái chân của bạn về phía trước, khép hai đầu gối chặt lại và mình rướn lưng lên ở cái lồng ngực. Sau đó bạn quạt tay bên phải của bạn, 7
tạo thành cái đòn bẩy ha, nó phải nằm ra được ngoài cái đầu gối bên trái. Và bạn nằm lấy cái ống chân, nằm lấy cái cổ chân của mình này, nếu khó quá thì bạn cứ bẩy nó ở đây thôi này, dùng cái quỳ chọ bẩy được rồi. Ha, bạn chống chặt cái tay này và ép hai cái đầu gối vào nhau, xoay tay bên trái về sau và bắt đầu hóp bụng lại, kéo hết bụng của mình về sau, phản hết ra sau và bắt đầu xoắn nhìn về phía sau. Khi nào mà bạn cảm nhận được cái lực của hai cái đầu gối ép chặt vào cái quỳ chọ của tay phải thì cái lực vặn của bạn nó sẽ nhiều lên. Nào giữ ở đây 1 2 3 4, ưỡn ra nữa và 5, mình xoay về giữa và mình sẽ đổi bên, quay về giữa, chỉnh lại hai cái đầu gối thẳng, chân thẳng, rướn lưng rồi đưa tay trái bẩy qua cái đầu gối bên kia, nắm được lấy cái cổ chân, xoay tay bên phải về phía sau và bạn đón đầu hóp bụng vặn ra sau, nào ép chặt hai cái đầu gối để tăng cái độ xoắn cho bụng của mình, nhìn hết về phía sau, nào thở ra 1 2 3 4 và 5, mình quay từ từ trở lại, tay ôm lấy gối, rướn lưng lên, hít vào, giữ nguyên cái vị trí của chân, bạn đạp bàn chân, mở đầu gối ra, rướn về phía trước, thở ra, ôi nắng lên rồi, thở ra, thở dài ra, cúi xuống thêm một chút xíu nữa. Nếu được bạn có thể chạm luôn cái trán của bạn vào phía dưới cái bàn chân, nếu không thì bạn chỉ cần rướn lưng về phía trước như vậy. Và mỗi hơi thở ra bạn kéo lưng xuống một chút xíu, kéo lưng để cái người mình rạp xuống chút xíu. Thở dài ra, rạp xuống. 2 3 4 và 5, nào nhẹ nhàng ngẩng mặt lên và nâng người, mình sẽ nằm ngửa người mình về phía sau, giữ nguyên chân như vậy, lùi từ từ về phía sau và mình nằm cái lưng của mình xuống sàn. Hai tay đặt lên bụng, bạn cảm giác cái bụng nhịp nhàng lên xuống trong mỗi khi bạn hít vào và thở ra. Nhắm mắt lại và cảm giác sự yên tĩnh của cái cơ thể bạn ở dưới sàn. Nhắm mắt để cảm giác hơi thở của mình vào sâu hơn. Sau đó bạn khép nhẹ hai đầu gối, dùng hai tay ôm chặt đầu gối và nhấn thắt lưng của mình xuống dưới sàn. Bạn có thể lắc lư nhẹ về hai bên. Và bạn vặn hết đầu gối của mình về bên phải này, chặt hai đầu gối lại, đợi qua nhấn xuống bên phải của mình và vươn tay về trái vặn lông ngực ra. Rồi bạn nâng lên, mình đổi về bên kia, khép hai đầu gối, nhìn xuống, vặn về bên trái và xoay vai về bên phải của mình. Sau đó bạn quay về giữa và mình sẽ nghiêng người về một bên và nâng người mình ngồi lên, chống tay và mình đẩy người ngồi lên luôn. Rồi bạn xoay mặt về phía trước, mình giữ yên tĩnh một chút trước khi mình kết thúc nha. Hai tay bạn đặt lên gối, mở cái vai ra, bạn cảm giác sự thoải mái của vai, của lưng trên, của các đốt sống của mình, mang lại cái nụ cười cho khuôn mặt của bạn lần nữa. Nào mình hít vào một hơi sâu và thở ra và mở mắt ra. Ôi nắng quá là nắng. Namaste. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương và Yogi Travel trong cái bài tập vừa rồi. Hy vọng là những cái động tác tăng về cái độ xoắn và độ kéo giãn của cái bài tập vừa rồi sẽ giúp bạn đánh thức lại cái cơn buồn ngủ của mình, đánh thức lại cái năng lượng để cả một ngày dài làm việc thoải mái hơn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo về các bài tập tiếp theo.